Xin chào các bạn. Trong vòng 24 giờ qua, các nguồn tin từ Nga dẫn lại thông tin từ nghị sĩ, ủy viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, Andrei Gurulev, cho biết rằng trong một trận tập kích hai hôm trước, tướng Oleg Sokov, phó tư lệnh quân khu phía Nam của Nga, đã hy sinh ở thành phố Berdyan do một cuộc tấn công tên lửa của quân đội Ukraine. Đúng là như thế, ông Gurulev nói trong chương trình 60 phút trên kênh truyền hình quốc gia Russia 1 ngày 11 tháng 7. Thật không may, tướng Sokov đã anh dũng hy sinh. Người đàn ông đó xứng đáng được dành sự tôn trọng. Ông ấy nắm quyền lớn trong lực lượng vũ trang và đó là sự thật. Nghị sĩ Gurulev nói thêm rằng, sau khi hứng chịu vết thương nguy hiểm đến tính mạng trong lúc chiến đấu ở Lugan năm ngoái, tướng Sokov có cơ hội được xuất ngũ vì lý do sức khỏe, nhưng đã quyết định trở lại tiền tuyến để chiến đấu. Được biết, hồi tháng 9 năm ngoái, thiếu tướng Sokov, khi đó là tư lệnh sư đoàn bộ binh cơ giới số 144 của Nga, đã tham chiến ở Lugan và bị thương nặng, nhưng sau đó vẫn tham gia chiến dịch. Đầu năm nay, tướng Sokov được thăng hàm trung tướng và trở thành phó tư lệnh quân khu miền Nam. Tướng Sokov là một trong những chỉ huy cao cấp của quân đội Nga trên chiến trường. Ông cũng bị Liên minh châu EU, Anh, New Zealand trừng phạt vì tham gia xung đột ở Ukraine. Theo truyền thông Nga, tướng Sokov từng được vinh danh vì những vai trò trong cuộc chiến Chechnya và ở chiến dịch Syria. Và nếu thông tin về trung tướng Sokov là sự thật, thì ông là vị chỉ huy cấp cao nhất của quân đội Nga thiệt mạng cho đến nay. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa có thông báo cụ thể, nhưng thông tin này có thể chính xác hơn 90%. Các blogger quân sự Nga cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ. Nhóm Riba đưa hẳn một bản đồ và bài phân tích với tiêu đề các vệ tinh của Mỹ đang quay gì ở vùng Kherson, với nội dung nói rằng quân đội chúng ta đang bị trinh sát gắt gao từ phương Tây và những thông tin đó đã mang lại giá trị cho Ukraine trong suốt từ đầu cuộc chiến. Theo đó, Riba nói rằng đã có rất nhiều cảnh báo trước đó. Trinh sát địch không ngủ, bắt đầu từ những người cung cấp thông tin, chỉ điểm trên mặt đất và kết thúc với các thiết bị trên không gian. Mọi thứ đều hoạt động nhằm xác định các đối tượng quan trọng của quân đội Nga. Vì vậy, lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm ra nơi ở của trung tướng Sokov. Và trong hai ngày qua, các vệ tinh quân sự của Mỹ cũng đã theo dõi một số vật thể ở vùng Kherson. Con số này bao gồm các cây cầu và địa điểm giao cắt từ Crimea, bao gồm cả cầu Chongaski đã bị Storm Shadow tấn công. Có những khu vực thú vị khác cũng bị trinh sát. Tại sao điều này lại vẫn tiếp tục xảy ra? Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây đã thực hiện các cú đánh vào các mục tiêu bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao. Điều này sẽ ngày càng nguy hiểm khi các nước phương Tây bao gồm cả Mỹ đã trong quá trình viện trợ những tên lửa tầm xa cho Kiev. Nhưng đây không phải là vấn đề duy nhất. Vấn đề nghiêm trọng nhất mà Riba nhấn mạnh đó là mọi người đều biết nhưng không có biện pháp nào được thực hiện. Trong khi đó, hôm qua cũng đã có một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến tập đoàn quân số 58 Nga đang chiến đấu ở mặt trận Zaporizhia. Được biết, một số nguồn tin Nga chỉ rõ ra rằng trung tướng Oleg Sokov đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh vào sở chỉ huy của tập đoàn quân số 58 ở vùng Berdyan. Và trong ngày hôm qua, không rõ có liên quan tới sự việc này hay không, mà thiếu tướng Ivan Popov, chỉ huy của tập đoàn quân số 58 thuộc quân khu phía Nam của lực lượng vũ trang Nga, đã nói với các binh sĩ trong tập đoàn quân rằng ông đã bị cách chức. Tướng Popov nói rằng mình đã phải tập trung suy nghĩ rất nhiều sự kiện xảy ra trong 2 ngày qua và thông báo rằng mình đã bị đình chỉ chức vụ. Tướng Popov nói, nhân danh các bạn, nhân danh những người bạn đã ngã xuống của chúng ta, tôi không có quyền nói dối, vì vậy tôi đã vạch ra tất cả những vấn đề nan giải tồn tại trong quân đội ngày nay. Về công tác chiến đấu và tiếp tế, tôi gọi tên tất cả mọi thứ và tập trung sự chú ý vào bi kịch quan trọng nhất của chiến tranh hiện đại, chính sự thiếu sót trong công tác phản pháo và trinh sát. Tôi cũng nêu ra một số vấn đề khác và bày tỏ ở mức cao nhất, một cách thẳng thắn và kiên quyết nhất. Với điều này, rõ ràng chỉ huy cấp cao đã cảm nhận được một số nguy hiểm ở tôi và ngay lập tức trong vòng một ngày đã đưa ra mệnh lệnh. Họ mang lệnh đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và họ đã loại bỏ tôi. Như nhiều chỉ huy của các trung đoàn và sư đoàn đã nói hôm nay, quân đội của chúng tôi không thể bị quân đội Ukraine phá vỡ từ phía trước, mà thay vào đó, chúng tôi đã bị đánh từ phía sau bởi chỉ huy cấp cao của chúng tôi, kẻ đã phản bội và hèn hạ trong hoàn cảnh khó khăn và gian khổ nhất, căng thẳng. Kết bài phát biểu, tướng Popov gửi lời cuối tới các binh sĩ rằng cái chính là nhân danh những người sẽ không bao giờ trở lại từ chiến trường, nhân danh ký ức của họ, nhân danh máu đã đổ xuống ở những người lính và sĩ quan ở Zaporizhia. Chúng ta có nghĩa vụ cùng bạn đánh kẻ thù để đẩy lùi cuộc tấn công và tạo điều kiện cho các hành động tiếp theo. Và do đó, để tôn vinh ký ức về những đồng đội đã ngã xuống của chúng ta. Qua tuyên bố của tướng Popov, có thể thấy sự bất bình của vị tướng này bất ngờ có phần giống với ông trùm Wagner Prigozhin. Và dù chưa rõ ai đúng ai sai hay có sự tung hỏa mù nào hay không, nhưng nó đang thể hiện cho bên ngoài thấy sự bất đồng chính kiến trong nội bộ của giới chỉ huy Nga, giữa các chỉ huy chiến trường và giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Theo nhóm blogger quân sự Riba, điều này cho thấy sự thiếu đoàn kết trong lực lượng vũ trang Nga và kẻ thù chắc chắn sẽ lợi dụng điều này. Riba hy vọng rằng tiếng nói của sự thật sẽ thắng thế
Ở đó, Ryba ủng hộ tướng Popov, được đánh giá là một trong những vị chỉ huy trung thực và gan dạ. Và tập đoàn quân số 58 cũng chiến đấu xuất sắc ở mặt trận Zaporizhia. Họ là chỉ lục của quân đội Nga tại mặt trận này, ngăn cản đợt phản công của Ukraine. Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra? Riêng mình cảm thấy đây thực sự là một vấn đề có thật. Vậy các bạn có suy nghĩ gì về việc này? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.